Chiều ngày 4 tháng 6, tại phường Tràng An, Thị ủy Đông Triều đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thị ủy về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Ngoãn, Phó Bí Thư Thường trực Thị ủy, đồng chí Phạm Xuân Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức Nội vụ Thị xã. Quyết định số 252 ngày 1 tháng 6 năm 2021 của Thị ủy Đông Triều được Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức Nội vụ Thị xã công bố tại hội nghị nêu rõ điều động chỉ định đồng chí Lương Xuân Trường sinh ngày 2 tháng 12 năm 1988 chuyên viên Cơ quan Tổ chức Nội vụ Thị xã tham gia Ban chấp hành Đảng Bộ Phường Tràng An nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để Hội đồng Nhân dân Phường Tràng An bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Tràng An nhiệm kỳ 2021 -2025. 26 tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân Phường Tràng An, nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Ngoãn, Phó Bí Thư Thường Trực Thị ủy đánh giá đồng chí Lương Xuân Trường là một cán bộ trẻ được sao đảm nhận nhiệm vụ quan trọng mới tại Phường Tràng An. Đồng chí Phó Bí Thư Thường Trực Thị ủy tin tưởng với niềm tin của lãnh đạo Thị ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Thị xã và sự đoàn kết đồng lòng của tập thể Ban chấp hành Đảng bộ Phường Tràng An Đồng chí Lương Sơn Trường sẽ tiếp tục phát huy năng lực bản thân, đoàn kết gắn bó xây dựng chương trình công tác hiệu quả, gương mẫu trong việc tập hợp đội ngũ cán bộ cùng với ban chấp hành Đảng bộ phường Tràng An phấn đấu xây dựng địa phương ngày càng phát triển.